Mark và anh em đang được quan sát trước mặt đó là một cấu hình karaoke chính hãng nhập khẩu của AV. Hình bộ karaoke bao gồm một con đẩy DH500, một con vang số S880, một quản lý nguồn, một nâng tiếng PX22 và một bộ mic không dây chuyên dùng cho sự kiện phòng hát M600 Plus. Kết hợp với đôi loa full bass 30 cũng đồng bộ chính hãng của AV luôn. Một đôi loa full hình thức thì rất là đẹp mà chất âm thì rất là tuyệt vời. Các bác đang nghe nhạc của nó tiếng rất là hay luôn nhá. Và kết hợp với một quả súp điện 40RCF, một trong dòng súp điện chuyên lắp phòng hát, tiếng cực hay. Một cấu hình đồng bộ đẹp về hình thức và tốt về chất âm. Để trưng bày thì cũng quá là đẹp luôn và chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời. Các bác hãy bấm vào đường link bên dưới phần bình luận để các bác có thể nghe được cái bản test về bộ dàn karaoke này. Cái đường link thì em để dưới phần bình luận, các bác lưu ý nhé. Một bộ karaoke thì ngoài cái tiêu chí chất âm phải tốt thì luôn phải đảm bảo rằng một cái hình thức nó phải rất là đẹp để các bác có thể trang trí cho cái phòng khách nhà mình. Ngoài ca hát giải trí thì nó là một cái gì đó để trang trí, tô điểm thêm cho cái phòng khách nhà bác. Và đây là một trong những bộ dàn karaoke mà đảm bảo cho bác hai tiêu chí: hay về chất âm và đẹp về hình thức. Một trong những cấu hình đẹp về hình thức và tốt về chất âm. Và bác nào có nhu cầu sử dụng về những dàn karaoke đồng bộ chính hãng của AV thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại mà em ghi trên màn hình. Và các bác hãy đừng quên bấm vào đường link dưới phần bình luận để nghe bản test chất âm thực tế nhất.